Người phạm điều giới nói dối. Người phạm điều giới nói dối là người nói lời lừa dối trái với sự thật, khiến cho người nghe tin theo, đem lại sự tai hại trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Cho nên, người phạm điều giới nói dối, tạo ác nghiệp nói dối, rồi phải chịu quả khổ tái sinh trong ba cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Tích con cá vàng Kapila. Trong bộ chú giải Pháp Cú, tích con cá vàng Kapila được tóm lược như sau. Thuở ấy, Đức Phật đang ngự tại chùa Jetavana, đề cập đến tích con cá vàng tên Kapila liên quan đến ác nghiệp nói dối. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, có hai anh em, người anh tên Sagata, người em tên Kapila. Cả hai anh em có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Còn thân mẫu tên Satini và em gái tên Tapana, cả hai người đều xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Sau khi hai anh em trở thành tỳ khưu xong, một hôm hai huynh đệ tỳ khưu bạch hỏi vị thầy tế độ rằng: Kính bạch thầy, phận sự trong Phật giáo có bao nhiêu bạch thầy? Vị thầy tế độ dạy rằng: Này hai con, trong Phật giáo này có hai phận sự chính là: một, Ganthathura, tức phận sự học pháp học, đó là học Tam Tạng Pali và chú giải Pali; hai, Vipassana Thara, tức phận sự thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Vị tỳ khưu Sagata suy nghĩ rằng: Ta lớn tuổi, ta nên theo phận sự thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn. Vị tỳ khưu Sagata ở với vị thầy tế độ năm hạ, tức năm năm, học hiểu rõ về pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ với vị thầy tế độ xong, rồi xin phép đi vào rừng thực hành pháp hành thiền tuệ. Ngài trưởng lão Sagata thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Vị tỳ khưu Kapila nghĩ rằng: Ta còn nhỏ tuổi, ta nên theo phận sự học pháp học Tam Tạng Pali và chú giải Pali trước. Khi lớn tuổi, ta sẽ theo phận sự thực hành pháp hành thiền tuệ sau. Vị tỳ khưu Kapila cố gắng theo học pháp học, ghi nhớ Tam Tạng Pali. Nhờ ghi nhớ pháp học giỏi, có tài thuyết pháp hay, có tài biện luận giỏi, nên có nhiều người ngưỡng mộ. Do có nhiều người ngưỡng mộ nên có nhiều lợi lộc phát sinh. Vị tỳ khưu Kapila say mê trong lợi lộc, ỷ lại vào tài năng sở học của mình, nên phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình là tài giỏi hơn người, coi thường bậc phạm hạnh có giới đức, dùng sở học của mình áp chế người khác, ngụy biện đảo lộn. Điều nên hành Kapiya, nói không nên hành Akapiya. Điều không nên hành Akapiya, nói nên hành Kapiya. Điều có lỗi Savaccha, nói không có lỗi Anavaccha. Điều không có lỗi Anavaccha, nói có lỗi Savaccha. Những bậc thiện trí có giới đức, có tâm từ tâm bi đến khuyên dạy nhắc nhở rằng: Này pháp hữu Kapila, không nên nói như vậy, làm hư hoại Phật giáo. Tỳ khưu Kapila không kính trọng bậc thiện trí, lại còn coi thường chê trách rằng: Quý vị không hiểu biết gì, quý vị chỉ có nắm tay không. Những bậc thiện trí đem chuyện này thưa với ngài trưởng lão Sagata là bậc thánh A-ra-hán, là pháp huynh của tỳ khưu Kapila.
ngài trưởng lão Sagata đến khuyên dạy, nhắc nhở tỳ khưu Kapila là pháp đệ rằng: "Này Kapila, pháp đệ nên thực hành đúng theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của chư bậc thiện trí để làm cho Phật giáo được trường tồn. Vì vậy, pháp đệ hãy từ bỏ tà kiến sai lầm như điều nên hành, nói không nên hành, điều không nên hành, nói nên hành, vân vân." Tỳ khưu Kapila có tính ngã mạn khó dạy, không làm theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của pháp huynh, tức bậc thánh A-ra-hán. Ngài trưởng lão Sagata có tâm từ, tâm bi, đến khuyên dạy 2-3 lần. Biết tỳ khưu Kapila không nghe lời khuyên dạy, nhắc nhở, nên dạy rằng: "Này Kapila, nếu cứ tiếp tục như vậy thì pháp đệ sẽ phải chịu hậu quả ác nghiệp nghiêm trọng của mình." Về sau, ngài trưởng lão Sagata tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tỳ khưu Kapila càng ngày càng tạo ác nghiệp nói dối, nên sau khi tỳ khưu Kapila chết, ác nghiệp nói dối ấy cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp của mình đã tạo. Thân mẫu là tỳ khưu ni Satini và em gái là tỳ khưu ni Tapana, là hai vị tỳ khưu ni có tính thiên vị bên vật tỳ khưu Kapila, rồi chê trách những tỳ khưu có giới đức, nên sau khi hai vị tỳ khưu ni chết, ác nghiệp ấy cho quả đều tái sinh vào cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp của mình đã tạo. Sinh làm con cá vàng tên Kapila. Hậu kiếp tỳ khưu Kapila ở trong đại địa ngục Avichí bị thiêu đốt chịu quả khổ của ác nghiệp trong suốt khoảng thời gian từ thời Đức Phật Kassapa đến thời kỳ Đức Phật Gotama mới thoát ra khỏi địa ngục. Do ác nghiệp nói dối ấy còn dư sót cho quả tái sinh làm con cá vàng tên Kapila ở sông Achirajati. Có dãy màu như vàng nhưng miệng có mùi hôi thối ghê tởm, đó là quả của ác nghiệp nói dối. Một hôm, nhóm trẻ xóm dân chài bàn tính nhau đi bắt cá, đem lưới giăng ở sông Achiravati. Cá vàng lớn này bị mắc lưới, được bắt lên trên ghe. Dân chài thấy cá lạ, mang đến trình đức vua để lãnh thưởng. Đức vua Pasenadi Kosala nhìn thấy con cá vàng lớn lạ thường, nên nghĩ rằng: "Ta nên đem con cá vàng này đến trình Đức Phật để biết rõ thế nào." Con cá được đem đến ngôi chùa Jetavana. Khi con cá mở miệng, mùi hôi thối tỏa ra khắp ngôi chùa Jetavana. Đức vua bạch hỏi Đức Phật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào con cá có màu như vàng? Do nhân nào miệng con cá lại hôi thối đến như thế, bạch ngài?" Đức Phật dạy rằng: "Này Đại Vương, con cá này tiền kiếp là tỳ khưu tên Kapila. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa là bậc đa văn túc trí, học tâm tạng Pali, có tài thuyết pháp giỏi, được nhiều người theo ngưỡng mộ. Vì tâm tham muốn được lợi lộc chế ngự, nên tỳ khưu Kapila nói dối sai với chánh pháp. Điều nên hành thì nói không nên hành, vân vân. Còn chê trách các tỳ khưu có giới đức trong sạch mà không nghe theo mình. Sau khi tỳ khưu Kapila chết, ác nghiệp nói dối cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp. Sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, cũng do ác nghiệp nói dối ấy cho quả tái sinh làm con cá màu vàng này. Con cá có màu như vàng là do quả của đại thiện nghiệp, học pháp học Pali nhiều năm và tán dương ca ngợi ân Đức Phật lâu năm. Miệng của con cá có mùi hôi thối ghê tởm là do quả của ác nghiệp nói dối, chê trách tỳ khưu có giới đức trong sạch, thuyết pháp sai chánh pháp. Này Đại Vương, Như Lai sẽ khiến con cá nói được. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài khiến con cá nói, bạch Ngài. Đức Phật hỏi con cá rằng: "Ngươi là Kapila phải không?" Con cá bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, con là Kapila, bạch Ngài." "Ngươi từ đâu đến tái sinh làm con cá này?" "Kính bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con từ cõi đại địa ngục thoát ra,
do ác nghiệp cho quả tái sinh làm con cá này, bạch ngài. Tỳ khưu Sagata, pháp huynh của ngươi ở đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp huynh Sagata đã tịch diệt Niết Bàn, bạch ngài. Tỳ khưu Ni Satthini, thân mẫu của ngươi, và tỳ khưu Ni Tapana, em gái của ngươi ở đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ khưu Ni Satthini, thân mẫu của con, và tỳ khưu Ni Tapana, em gái của con, đang ở trong địa ngục, bạch ngài. Bây giờ, ngươi sẽ đi đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi chết, ác nghiệp sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục Avichí như trước, bạch ngài. Con cá Kapila hối hận, tức mình tự đập đầu chết tức thì, cũng do ác nghiệp nói dối cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Avichí trở lại. Tất cả mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Đức Phật và con cá vàng, mọi người đều phát sinh động tâm nổi da gà, rợn tóc gáy. Nàng kỹ nữ Chincha Manavika vu oan cho Đức Phật. Thuở ấy, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana gần thành Savatthi. Nhóm các tu sĩ ngoại đạo bày mưu với nàng kỹ nữ Chincha Manavika vu oan mắng nhiếc Đức Phật để làm mất uy tín của Đức Phật trước tứ chúng thanh văn đệ tử. Vào thời kỳ đầu của chánh pháp, các hàng đệ tử ngày một thêm đông, chư thiên, phạm thiên, nhân loại đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân vô số, không sao kể xiết. Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức Phật lan truyền khắp mọi nơi. Đại đa số dân chúng trước kia có truyền thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là điều mà các tu sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tổn thương. Những tín đồ cũ không giữ lại được, tín đồ mới không thêm, nên sự cúng dường lợi lộc càng ngày càng giảm dần. Khi thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp, cúng dường tứ vật dụng đến Đức Phật và chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, các tu sĩ ngoại đạo đã ra đứng chặn giữa đường, rồi lớn tiếng thuyết phục họ rằng: không chỉ Sa Môn Gotama là Đức Phật, mà chúng tôi đây cũng là Thế Tôn. Bố thí cúng dường đến Sa Môn Gotama có phước nhiều, quả báo nhiều, thì bố thí cúng dường đến chúng tôi cũng được như vậy. Mặc dù các tu sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền quảng cáo cũng không thể đem lại đức tin cho dân chúng được nữa. Khi phần đông dân chúng mất đức tin nơi các tu sĩ ngoại đạo, thì họ cũng bị mất nhiều lợi lộc. Do đó, chúng họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc để hạ uy tín của Đức Phật. Vào thời ấy, trong kinh thành Savatthi, có cô kỹ nữ rất xinh đẹp như thiên nữ, tên là Chincha Manavika. Nàng vốn là đệ tử thuần thành của các tu sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng Chincha Manavika, các tu sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kế: chúng ta dùng nàng kỹ nữ Chincha Manavika giả mang thai với Sa Môn Gotama, gây ra sự hiểu lầm để làm mất uy tín của Sa Môn. Mưu kế ấy được họ chấp nhận. Một hôm, như lệ thường, cô Chincha Manavika đến tu viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu sĩ xong, rồi ngồi một bên. Cô Chincha Manavika rất ngạc nhiên, không hiểu sao các tu sĩ ngồi im lặng, không nói với cô một câu nào. Cô nghĩ rằng, mình có lỗi gì đây? Cô bạch vị đạo trưởng rằng: kính bạch ngài, con đã để bái quý ngài 3 lần rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà quý ngài không nói với con một lời nào. Vị đạo trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng: này Chincha Manavika, con là một đệ tử rất thuần thành, con không có lỗi gì. Hiện nay đời sống của quý thầy khổ sở, thiếu thốn lắm con à. Vì vậy, quý thầy cảm thấy khổ tâm, buồn bực, nên không ai nói với ai điều gì cả.
Cô Chincha Manavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi. Kính bạch quý ngài, trước đây đời sống của quý ngài được đầy đủ sung túc lắm. Sao hiện nay lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? Vị đạo trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói. Này Chincha Manavika, con không biết gì hay sao? Chính Sa môn Gotama đã làm khổ quý thầy. Chính Sa môn Gotama đã làm cho quý thầy mất hết cả uy tín, danh vọng và những lợi lộc cúng dường. Cho nên quý thầy phải sống trong cảnh thiếu thốn khổ cực như vậy. Cô Chincha Manavika cảm thấy rất đau lòng, chân tình thưa rằng: Kính bạch quý ngài, vậy mà con không hay biết gì cả. Con có thể làm gì để giúp đỡ cho quý ngài được hay không? Các vị đạo sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc, rồi có vị nói rằng: Này con, chỉ sợ con ngại khó mà không giúp quý thầy đó thôi. Cô Chincha Manavika mau mắn đáp: Kính bạch quý ngài, khó khăn gì con cũng có thể làm được, miễn là làm sao cho quý ngài được sống an lạc. Thế là con mãn nguyện lắm rồi. Vị tu sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: Này con, đi làm việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thực tình muốn giúp đỡ quý thầy, thì chỉ có một cách là con hãy dùng cái sắc đẹp duyên dáng đầy quyến rũ của con. Làm thế nào giả mang thai với Sa môn Gotama? Con làm được như vậy sẽ làm giảm uy tín của Sa môn Gotama. Như thế, phần đông đệ tử của Sa môn Gotama sẽ trở lại với chúng ta. Cô Chincha Manavika hớn hở nói rằng: Kính bạch quý ngài, đúng vậy, kế này rất hay. Xin quý ngài hãy tin tưởng nơi con. Con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận để đền đáp công ơn của quý ngài đối với con. Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa Sitavana xong, dân chúng trong kinh thành Savatthi đảnh lễ Đức Phật trở về nhà. Họ thường gặp cô Chincha Manavika ăn mặc đẹp đẽ, rất quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay đang đi trên đường hướng đến ngôi chùa Sitavana. Có người tò mò dừng lại hỏi cô rằng: Này cô, chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Cô Chincha Manavika trả lời, cố ý tạo ra sự nghi ngờ rằng: Tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì? Nói xong, cô bước đi theo hướng đến ngôi chùa Sitavana, nhưng cô lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận sự nam, cận sự nữ đem các lễ vật đến ngôi chùa Sitavana để cúng dường lên Đức Phật và chư tỳ khưu tăng, thì lại thấy cô Chincha Manavika từ hướng ngôi chùa Sitavana trở lại kinh thành Savatthi. Người ta lại hỏi cô rằng: Này cô, đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào kinh thành sớm vậy? Cô Chincha Manavika ỏm ờ đáp rằng: Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quý vị biết phỏng có lợi ích gì? Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ tháng này sang tháng khác, cô Chincha Manavika đều làm như vậy. Cho đến một hôm, có số người cận sự nam, cận sự nữ khác hỏi cô: Này cô, đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy? Cô Chincha Manavika thấy đã đến lúc cần phải nói để bắt đầu gây ra sự ngờ vực. Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ biết thôi. Nếu quý vị muốn biết, bây giờ tôi xin nói thật. Đêm qua, tôi nghỉ ở cốc Ganthakuti chung với Sa môn Gotama để phục vụ ngài. Đó là một niềm vinh dự lớn lao của đời tôi. Nói xong, cô tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh thành. Khi nghe cô Chincha Manavika nói vậy, một số cận sự nam, cận sự nữ, phàm nhân thiểu trí, sinh tâm bán tín bán nghi. 3-4 tháng sau, cô Chincha Manavika lấy vải độn bụng, mặc áo lụng thụn che bên ngoài, làm như người đang mang thai. Một số phạm nhân khác không có trí tuệ, không hiểu biết rõ giáo pháp của Đức Phật, nên nghi ngờ rằng
có phải cô Chinchá Manavika có thai với Samon Gotama hay không? Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức Phật đến hồi chung cuộc. Nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi cô Chinchá Manavika đến. Họ đẽo một miếng gỗ giống hình dạng như cái thai sắp đến ngày sinh nở, có 4 đầu dây. Nhóm tu sĩ ngoại đạo bảo cô Chinchá Manavika đeo miếng gỗ giống hình dạng cái bào thai vào trước bụng, buộc chặt 4 sợi dây sau lưng, mặc áo phủ kín lại. Nhìn giống như người đàn bà mang thai gần đến ngày sinh nở. Đức Phật thắng nàng Chinchá Manavika. Vào một buổi chiều, khi Đức Phật đang ngự trên pháp tòa thuyết pháp tại giảng đường ngôi chùa Setavana, tứ chúng đệ tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường lệ, thì cô Chinchá Manavika từ ngoài song sọc đi vào, đến trước Đức Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: "Này ông Đại Sa Môn Gotama, ông thuyết pháp thật là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn tôi sao ông không tế độ? Tôi bụng mang dạ chữa là vì ông. Ông nói ngon nói ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này thế nọ. Hôm nay sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tới độ người khác, chẳng đói quà gì đến tôi. Dầu ông bận không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ ông như Đức Vua Pasinadi Kosala, ông Phú Hộ Anna Thapindika, bà Visakha, cho người lo cho tôi cũng được. Nhưng đằng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân. Ông không hề biết đến nỗi khổ của tôi phải chịu bụng mang dạ chữa như thế này đây." Nghe cô Chinchá Manavika mắng nhiếc, Đức Phật ngừng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên pháp tòa, rồi từ tốn nói: "Phá ghi ní tá già ca thí tá xá tá thá phà văn và ví tá thá phà văn và a há mê vá chá toàn chá cha na má. Này cô nói lời chân thật hay lời giả dối chỉ có Như Lai và cô biết rõ mà thôi." Cô Chinchá Manavika liền đáp: "Đúng vậy, này ông Đại Sa Môn, chỉ có ông và tôi biết rõ mà thôi." Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, bảo tòa của Đức Vua Trời Sắc Cá nóng lên. Bằng thiên nhãn quan sát nguyên nhân, Đức Vua Trời Sắc Cá thấy rõ, biết rõ cô Chinchá Manavika đang mắng nhiếc Đức Phật trước tứ chúng thanh văn đệ tử bởi chuyện không có thật. Đó chỉ là âm mưu thâm độc của nhóm tu sĩ ngoại đạo, dùng cô kỹ nữ Chinchá Manavika vô liêm sĩ, cố ý làm hạ uy tín của Đức Phật trước tứ chúng đệ tử mà thôi. Đức Vua Trời Sắc Cá quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này. Đức Vua Trời Sắc Cá cùng 4 vị thiên nam xuất hiện xuống giảng đường ngôi chùa Sitavana ngay tức khắc. Theo lệnh của Đức Vua Trời Sắc Cá, 4 vị thiên nam hóa thành 4 con chuột cùng một lúc bò lên cắn đứt 4 sợi dây cột tấm gỗ giống như bào thai của cô Chinchá Manavika. Đồng thời, Đức Vua Trời Sắc Cá hóa một luồng gió thổi làm cho tấm gỗ ấy rơi xuống đụng nhầm vào 2 bàn chân của cô Chinchá Manavika, làm cho đôi bàn chân của cô bầm máu. Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh văn đệ tử. Cô Chinchá Manavika bị mắng nhiếc không tiếc lời, có người nhổ nước bọt rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn viên chùa. Cô Chinchá Manavika hoàn toàn thất vọng, bước đi thất tha thất thểu, vừa khuất tầm mắt của mọi người. Ác nghiệp nói dối, nói lời vu khống của cô quá nặng, nên mặt đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy cô, rồi hút xác cô xuống sâu dưới lòng đất. Sau khi cô Chinchá Manavika chết, ác nghiệp nói dối, nói vu khống ấy cho quả tái sinh vào đại địa ngục, Avichí chịu quả khổ của ác nghiệp nói dối, nói lời vu khống ấy. Người phạm điều giới uống rượu và chất say. Thuở ấy, Đức Thế Tôn đang ngự tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Ý Xí Patana. Đức Phật đề cập đến 2 người con của 2 nhà phú hộ,
Mahathanasiddhi-buttavathu được sơ lược như sau. Một nhà phú hộ trong thành Varanasi có của cải tài sản nhiều đến 800 triệu, chỉ có một người con trai duy nhất. Hai ông bà phú hộ bàn với nhau rằng: gia đình chúng ta có nhiều tiền, nhiều của như thế này, chúng ta chỉ có một đứa con trai. Sau này chúng ta sẽ giao tất cả gia tài lại cho con, để nó thừa hưởng sung sướng suốt cuộc đời cũng không sao hết được. Con chúng ta không cần làm việc gì cho vất vả. Hai ông bà phú hộ nhất trí như vậy, nên cho đứa con trai đi học đờn ca, múa hát vui chơi, không học nghề hay chuyên môn nào khác. Một nhà phú hộ khác cũng trong thành Varanasi này cũng có của cải tài sản nhiều đến 800 triệu. Cũng chỉ có một người con gái duy nhất. Hai ông bà phú hộ cùng bàn với nhau: như nhà phú hộ có người con trai nên cho đứa con gái đi học đờn ca, múa hát vui chơi như con trai nhà phú hộ kể trên. Khi người con trai và người con gái của hai nhà phú hộ đến tuổi trưởng thành, hai bên gia đình kết làm suya với nhau, tác hợp cho con trai và con gái làm lễ thành hôn, thành đôi vợ chồng với nhau. Sau khi cha mẹ hai bên lần lượt qua đời, tất cả gia tài của hai nhà phú hộ gom chung lại thành tài sản lớn đến 1.600 triệu. Cho nên, hai vợ chồng con của phú hộ có một tài sản của cải rất lớn nên gọi là Mahathana, và hai người con của hai nhà phú hộ gọi là Siddhi Buddha. Hai danh từ ghép lại nhau gọi là Mahathana Siddhi Buddha, nghĩa là hai người con của hai nhà phú hộ có tài sản lớn. Hai vợ chồng trẻ, con nhà phú hộ không biết kinh doanh nào khác, chỉ biết đờn ca múa hát vui chơi mà thôi. Thường ngày, hai vợ chồng đến chầu đức vua. Trên đường đi, một nhóm người uống rượu, ăn chơi, ca hát bên đường. Bọn chúng nhìn thấy hai vợ chồng con phú hộ thường qua lại, nên bàn tính với nhau rằng: chúng ta có thể làm cách nào để hai vợ chồng con phú hộ này nghiện rượu, chúng ta sẽ sống bám vào họ thì được sung sướng suốt đời. Bọn chúng bàn mưu tính kế vừa xong, khi thấy hai vợ chồng con phú hộ đang đi tới. Bọn chúng vừa uống rượu, vừa ca hát, nhảy múa, có vẻ rất vui sướng, rồi đồng thanh nói lời chúc tụng rằng: chúng tôi cầu chúc hai vợ chồng con phú hộ được sống lâu trăm tuổi, được hạnh phúc an lạc suốt đời. Chúng tôi xin nương nhờ nơi hai người cũng sẽ được an lạc sung sướng. Người con trai phú hộ nghe bọn chúng chúc tụng mình, có vẻ thích thú, hoan hỷ lắm, mới hỏi người đánh xe rằng: nệ ngươi, chúng nó uống nước gì vậy? Thưa cậu chủ, chúng nó uống rượu ạ. Rượu có vị ngon không? Thưa cậu chủ, trong các loại nước, rượu là loại nước có vị ngon, làm cho người thưởng thức say ngây ngất. Người con trai phú hộ nói với người đánh xe rằng: nếu như vậy thì ta cũng nên uống chơi cho biết vị của rượu. Người con trai phú hộ sai người đánh xe đến gặp nhóm người kia lấy một chút rượu uống thử cho biết. Về sau không lâu, uống rượu được nhiều, người con trai phú hộ trở thành người nghiện rượu nặng. Nhóm người nghiện rượu kia biết người con trai phú hộ đã nghiện rượu rồi, chúng rủ nhau đến tận nhà người con trai phú hộ để uống rượu cho có bạn. Lâu ngày, tiếng đồn càng xa, bọn chúng rủ nhau đến ngày càng đông. Người con trai phú hộ sai gia nhân mua rượu, mỗi lần 100 cá hà pa ná, rồi 200 cá hà pa ná, vân vân. Ngoài việc tốn tiền mua rượu, còn tốn thêm tiền mua bông hoa, nước thơm, tiền mướn đoàn vũ nữ nổi tiếng đến ca hát nhảy múa, xong rồi còn ban thưởng, mỗi lần 1.000 cá hà pa ná, 2.000 cá hà pa ná, vân vân. Người con trai phú hộ phung phí tiền bạc suốt ngày đêm như vậy, trải qua một thời gian lâu, của cải tài sản 800 triệu phần của mình đã hết sạch. Người quản gia đánh trình cho người con trai phú hộ biết rằng: thưa cậu chủ, của cải tài sản phần của cậu đã hết sạch rồi. Người con trai phú hộ bèn hỏi: nệ người, của cải tài sản phần của phu nhân ta không còn hay sao? Người quản gia thưa rằng: thưa cậu chủ, của cải tài sản phần của mợ vẫn còn.
người con trai Phú Hộ ra lệnh: "Này ngươi, hãy lấy của cải phần của phu nhân ta ra xài." Người con trai Phú Hộ phung phí như vậy, trải qua thêm một thời gian lâu nữa, tài sản phần của người vợ cũng hết sạch. Những ngày tiếp theo sau, bán dần ruộng, giường, xe cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng cũng bán cả căn nhà đang ở để tiêu xài. Đến khi hai vợ chồng con Phú Hộ tuổi già, không có nhà ở, hai vợ chồng phải dẫn nhau ra ở bên hiên nhà người khác. Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mảnh bát đi xin những đồ ăn thừa của người khác để sống lây lất qua ngày. Một hôm, ông già đứng gần cửa trai tăng đường để chờ nhận đồ ăn còn dư của chư tỳ khưu Sa Di. Đức Phật nhìn thấy ông già, rồi mỉm cười. Khi ấy, ngài trưởng lão Ananda bạch hỏi Đức Phật do nguyên nhân nào mỉm cười. Đức Phật truyền dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: "Này Ananda, ông già kia trước đây là con của nhà Phú Hộ, có một tài sản lớn lao, đã tiêu xài phung phí hết sạch. Sau đó lại còn bán hết tất cả ruộng, giường, đồ đạc, nhà cửa, vân vân. Bây giờ không còn gì nữa, ông phải dẫn vợ đi xin ăn trong kinh thành này." Đức Phật truyền dạy rằng: "Nếu người con Phú Hộ trong tuổi thiếu niên không tiêu xài phung phí của cải, tài sản, biết lo kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn, thì sẽ trở thành Phú Hộ thứ nhất trong kinh thành Varanasi này. Nếu cả hai vợ chồng con Phú Hộ trong tuổi thiếu niên xuất gia trong Phật giáo, biết thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người chồng có khả năng chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Bất Lai thánh đạo, Bất Lai thánh quả và Niết bàn, trở thành bậc thánh Bất Lai. Nếu người con Phú Hộ trong tuổi trung niên với phần của cải tài sản còn lại biết lo kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn, thì sẽ trở thành Phú Hộ thứ nhì trong kinh thành Varanasi này. Nếu cả hai vợ chồng con Phú Hộ trong tuổi trung niên xuất gia trong Phật giáo, biết thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người chồng có khả năng chứng đắc đến Bất Lai thánh đạo, Bất Lai thánh quả và Niết bàn, trở thành bậc thánh Bất Lai. Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả và Niết bàn, trở thành bậc thánh Nhất Lai. Nếu người con Phú Hộ trong tuổi lão niên với phần của cải tài sản còn lại biết lo kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn, thì sẽ trở thành Phú Hộ thứ ba trong kinh thành Varanasi này. Nếu cả hai vợ chồng con Phú Hộ trong tuổi lão niên xuất gia trong Phật giáo biết thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người chồng có khả năng chứng đắc đến Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả và Niết bàn, trở thành bậc thánh Nhất Lai. Còn người vợ có khả năng chứng đắc Nhập Lưu thánh đạo, Nhập Lưu thánh quả, Niết bàn, trở thành bậc thánh Nhập Lưu. Nhưng bây giờ hai vợ chồng con Phú Hộ này đã trải qua hết cả ba thời thiếu niên, trung niên, lão niên rồi. Của cải tài sản trong thế gian của họ đã bị khánh kiệt. Của báo siêu tam giới là thánh đạo và thánh quả trong Phật giáo cũng bị hoại nữa. Như con cò già rụng hết lông cánh, nằm thoi thóp trong vũng bùn khô. Đức Phật dạy bài kệ rằng: "Achá rí toa, parápma chá rí văn, alatha, yop bá nê, thá năng. Chi nạ côn chá vá, chá danh tí, khi nạ mất chê vá, bánh lá lê. Achá rí toa, parápma chá rí văn, alatha, yop bá nê, thá năng. Sên tí, chá bá tí, khi nạ vá, pura nà ní, anút thu năng. Người ngu dốt không biết hành phạm hạnh, không được của báu lúc còn trẻ trung, như con cò già yếu nằm than thở trên vũng bùn khô không còn tôm cá. Người ngu dốt không biết hành phạm hạnh, không được của báu lúc còn trẻ trung, nằm hối tiếc của cải xưa đã hết, như mũi tên đã rời khỏi cây cung, rơi xuống đất làm đồ ăn cho mối." Nhận xét
về Tích Người Con Phú Hộ. Như Đức Phật dạy Ngài Trưởng Lão Ananda về hai người con phú hộ. Ngay trong kiếp hiện tại, hai người con phú hộ đều có khả năng trở thành bậc thánh nhân. Sở dĩ hai người con phú hộ không trở thành bậc thánh nhân là vì gần gũi thân cận với bạn ác nghiện rượu, nên người con trai phú hộ phạm điều giới uống rượu và các chất say, trở thành người nghiện rượu nặng. Cho nên tất cả của cải tài sản đều bị tiêu hao, thậm chí còn ngôi nhà ở cuối cùng cũng không giữ gìn được. Tất cả của cải tài sản sự nghiệp đều bị khánh kiệt hết thảy. Thánh đạo, thánh quả và niết bàn cũng không có cơ hội phát triển được nữa. Đến thời kỳ lão niên, người con trai phú hộ dẫn vợ đi ăn xin, sống lay lắt qua ngày ở dưới mái hiên nhà của người khác. Như vậy, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say trở thành người nghiện rồi, không gặp được người bạn tốt là bậc thiện trí khuyên bảo nhắc nhở, thì càng bị sa lầy, chìm đắm trong vòng trụy lạc. Đức Phật dạy: Asevana chá palanang pandita nanchá sevana, không nên gần gũi thân cận với bạn ác, nên gần gũi thân cận với bậc thiện trí. Đó là điều hạnh phúc, an lạc, cao thượng. Tóm lại, trong ngũ giới có 5 điều giới. Người ác nào có tác ý trong ác tâm, phạm mỗi điều giới nào, hợp đủ chi pháp của điều giới ấy, tạo mỗi ác nghiệp ấy nặng hoặc nhẹ khác nhau, nên quả của mỗi ác nghiệp ấy tương xứng khác nhau đối với chủ nhân của ác nghiệp ấy. Những tích được trích dẫn làm tiêu biểu giúp cho độc giả tìm hiểu về người ác phạm mỗi điều giới, tạo ác nghiệp và quả của ác nghiệp của mỗi điều giới trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Vị lai, vị lai, vị lai, vị lai.